hướng dẫn cách vào web bị chặn trên pc bằng cách đổi d n ec bây giờ chúng ta vào thử trang copy của sàn xinensi trang web đã bị chặn và báo lỗi để khắc phục lỗi này các bạn làm theo hướng dẫn nhé bạn vào mục cân Panel sau đó click vào nê tớ ân center đến nhỏ hơn để thần hết. Tiếp tục vào pơ TC và chọn TCP chia ít V4. Sau đó nhấn vào cho phép dùng D, N, C và thay đổi D, N, E, thành 8, 80, 80, 8 chia 8, 8, 4, 4 và chọn OK là xong. Giờ chúng ta vào lại trang copy check của Xinesi thử nhé. Ok được rồi, giờ bạn có thể thoải mái vào các web bị chặn dễ dàng. Có thắc mắc hãy liên hệ Salo 0963757579.